Liên quan đến sự việc Hoa hậu Việt Nam 2015 Kỳ Duyên bị cắt ghép hình ảnh đưa lên trang khiêu dâm và quảng cáo phòng khám dành cho nam giới lớn tuổi tại một số website tiếng Nhật. Ngày hôm nay, trao đổi với phóng viên Chào Buổi Tối, người đại diện của Hoa hậu 9X cho biết đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Công an để yêu cầu làm rõ. Và hiện nay thì phía Hoa hậu nghi ngờ là có một âm mưu nhằm bôi xấu hình ảnh của cô bởi vì trang web khiêu dâm có nguồn gốc từ Việt Nam chứ không phải là từ Nhật Bản. Trước khi gửi đơn đến Bộ Công an, phía Kỳ Duyên đã nhờ một số người bạn hiện đang học tập và sinh sống tại Nhật Bản hỗ trợ. Tuy nhiên, khi tìm kiếm những website chứa hình ảnh của Hoa hậu thì không cho ra kết quả từ Nhật Bản mà là những trang có nguồn gốc Việt Nam. Có khả năng đã có người cố tình cắt ghép những hình ảnh cũ không đẹp của Kỳ Duyên và chèn tiếng Nhật vào để đánh lạc hướng dư luận. Cộng với việc bị một tài khoản Facebook mạo danh vợ tài xế Uber tố đến việc bị tung hình ảnh lần này, nhiều người cho rằng đang có người cố tình bôi xấu hình ảnh của Hoa hậu. Tuy nhiên, phía Kỳ Duyên cho biết cô mới chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh cách đây không lâu, không quan hệ rộng với giới showbiz, ít nhận show và chỉ tập trung vào việc học tập nên không nghi ngờ cá nhân nào chơi xấu mình. Vâng, hiện nay thì phía Hoa hậu Kỳ Duyên đã nhờ Bộ Công an vào cuộc và mong muốn là sẽ truy tìm ra nguồn gốc của trang web đen đã cắt ghép hình ảnh của mình. Sau đó thì sẽ hoàn thiện hồ sơ gửi luật sư để khởi kiện. Vì sự việc này ảnh hưởng rất nhiều đến nhân phẩm, đến danh dự nên gia đình Hoa hậu đã quyết tâm theo đuổi việc đến cùng, kể cả khi đã có yếu tố nước ngoài tương đối phức tạp. Về phần mình thì sau những căng thẳng hoang mang trong 2 ngày vừa qua thì Kỳ Duyên đã bình tâm trở lại, tiếp tục với lịch học tập bình thường. Người đẹp cũng cho biết là cô hiện nay đang hạn chế tham gia các sự kiện vào giai đoạn này. Vâng, trong khi đó thì Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch cho biết là hiện Bộ chưa nhận được đơn thư từ Hoa hậu Kỳ Duyên, do đó chưa có kế hoạch cụ thể nên làm gì để giúp đỡ cô. Tuy nhiên là nhiều luật sư nhận định do có yếu tố nước ngoài nên nếu muốn kiện thì sẽ khá là phức tạp và tốn kém vì phải thuê luật sư ở cả 2 nước rồi tìm kiếm bằng chứng và cả theo kiện nữa. Thậm chí là có kiện được thì chờ được vạ thì má cũng đã sưng bởi vì phía vi phạm không có tiền để đóng phạt. Do đó, nhiều người khuyên Hoa hậu nên coi đây là tai nạn nghề nghiệp, càng làm to chuyện thì danh tiếng lại càng bị ảnh hưởng. Vâng, và Kỳ Duyên thì không phải là ngôi sao đầu tiên bị sử dụng hình ảnh cho mục đích xấu. Trương Hình Dư, Lâm Tâm Như, Lâm Chí Linh của Hoa ngữ hay là Tiffany SNSD của Hàn Quốc, AKB của Nhật cũng là những đối tượng được ưa thích của các trang web người lớn. Tuy nhiên thì việc giải quyết thường không đi đến đâu là do các trang đổi chuyện này hoạt động rất là manh nha, nay có mai sập.